Sau khi tải nén về, các bạn giải nén file CAT 203 ra. Các bạn chép file MOS vô ổ C, program file, Autodesk, AutoCAD và support, rồi chép đề thư mục MOS lên. Đó, chúng ta sẽ chép đề lên luôn. Chọn delay file, rồi continue, rồi sau khi chép cái thư mục MOS chúng ta trở lại chép tiếp thư mục support vào lại ổ C user và cái tên máy của các bạn, lưu ý cái tên máy của mỗi người đều khác nhau, vào tiếp app data running Autodesk AutoCAD 2021 rồi R NU support, chép đề file support lên. Sau đó các bạn sẽ mở AutoCAD của các bạn lên, tùy đời của máy mình là CAD 2021, có thể các bạn cài CAD nào thì mở CAD đã lên. Nhớ phải chép đúng cho cái mở cái CAD mà các bạn đang xài. Các bạn đợi một tí. Rồi, các bạn mở bất kỳ một cái bản vẽ nào lên. Ok, như mình đây, mình sẽ mở thử một cái bản vẽ. Một bản vẽ nào đó. Rồi, ok. Thì các bạn mở lên thì nó sẽ hiện cái giao diện như vậy. Sẽ có những cái icon đó. Thì tất các bạn chỉ việc rà con chuột cho những cái icon đó là nó sẽ hiện lên những cái tính năng, cái chức năng của cái clip đó, ví dụ như hệ số làm tròn, định tỷ lệ, rồi giống kích thước, tính diện tích, rồi ví dụ bây giờ các bạn đang xem bên dưới nó là tỷ lệ bao nhiêu, nếu mà đang là tỷ lệ 500 đó, các bạn giống kích thước thử đó, hiện tại là do cái tỷ lệ bên dưới là đang là 1/500 mà trên bản đồ nền là 300, nên khi kích thước nó bị sai các bạn phải bấm lại cái định tỷ lệ bản vẽ thì giống mới đúng. Rồi diện tích đó. Bấm vào diện tích đó. Rồi, bên tay phải các bạn sẽ có những cái icon để mình ấy, nói chung là rất đơn giản, dễ làm. Đó. Các bạn lưu ý là muốn ra cái phông chữ đúng thì các bạn phải chọn phông chữ ở trên thanh công cụ trước nha. Ví dụ như là do đây là mình đang dùng phông Penny cho nên các bạn phải chọn đúng phông Penny nó mới ra. Rất đơn giản, rất nhiều cái công cụ mà các. Lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn nốt thêm một số cái ghi chú mà các bạn thường dùng, các bạn có thể tự tạo ra, các bạn có thể tự add theo cái nhu cầu sử dụng của mình, và một số cái lệnh phím tắt mà các bạn ở trong cái clip này nó không có icon đó, thì mình sẽ ấy, ví dụ như là cái tính mật độ xây dựng theo cái thông tư 56 thì các bạn đánh là mật độ xây dựng 56,
thì khi bạn nhập vào cái diện tích vào, ví dụ như là 357.7 thì đó, thì nó sẽ ra theo cái quyết định số 56/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, thì là diện tích khu đất là như vậy, mật độ xây dựng, diện tích cho phép xây dựng là như vậy. Nói chung là còn nhiều cái hay lắm, nhưng mà thôi, để lần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn làm tiếp.